Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Trần Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe. Ví dụ Vario này, Vision, AV, SH, Mio và Exciter, Winner. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu mình. Chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục giảm giá cho mọi người 2 đến 3 triệu một chiếc luôn mọi người nha. Vario về rất là nhiều màu mọi người thấy nha. Bây giờ mình về hết cả trăm xe luôn mọi người và được giảm giá từ 2 đến 3 triệu luôn. Và đặc biệt Vario thì anh em trả trước cực thấp luôn mọi người nha. Từ 2 đến 3 triệu thôi là anh em có thể sở hữu Vario mọi người nha. Rồi, thì hôm nay em sẽ báo giá luôn mọi người nha. Cái con Vario màu xám cam mọi người nè. Con này là phiên bản khóa thông minh luôn mọi người. Là 38 triệu mọi người nha, bao màu sơn mọi người luôn. Con này thì nếu liên hệ trước thì giảm cho mọi người 1 triệu luôn mọi người nha. Thì trả trước 3 triệu là nhận xe nha. Tiếp theo là con màu tím mọi người. Màu tím này là tím đen nha. Con này thì là phiên bản tiêu chuẩn mọi người nha, là 36 triệu bao màu sơn cho mọi người luôn. Con này thì anh em trả trước cho em tầm khoảng là 2 đến 3 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Rồi, ngoài đây thì em sẽ đi ra ngoài đây luôn nha. Con này thì màu hồng nè, đấy 36 triệu bao màu sơn phiên bản tiêu chuẩn luôn mọi người nè. Đó. Thì đặc biệt thì nó sẽ có màu rin là màu đen, màu đỏ nữa thì sẽ là 35 triệu thôi mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp theo là màu bạc mọi người. Màu bạc khóa thông minh 38 triệu mọi người nha, bao màu sơn cho mọi người luôn. Đấy, con này thì trả trước 3 triệu là nhận xe rồi mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là màu đỏ mọi người. Màu đỏ khóa thông minh 38 triệu mọi người nha. Cái này là bao màu sơn cho mọi người luôn. Con này thì anh em trả trước cũng 3 triệu trở lên là nhận xe rồi nha. Rồi, màu hồng thì em cũng có khóa thông minh luôn mọi người. Đấy, con kia là phiên bản tiêu chuẩn 36 thôi, con này khóa thông minh, bao màu sơn cho mọi người luôn, 38 triệu mọi người nha. Rồi, tiếp theo là màu đỏ nhám. Màu này thì bán khá là chạy nha mọi người. Đây, con này đỏ nhám giống kiểu như là Vario 150 á mọi người, màu cũ á thì em sẽ lên màu đỏ nhám. Màu này và màu đỏ candy bán rất là chạy luôn mọi người nha. Hai màu này thì khóa thông minh và khóa thường đều có. Khóa thường thì em để 36 thôi mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là con màu trắng mọi người, trắng nhám nha, trắng bóng mọi người. Trắng bóng là con màu sơn 3D nha. Còn nếu mà trắng nhám á, là nó sẽ là màu rin nha. Thì màu rin thì đang để là 37 thôi. Còn con này sơn lên thì là 38 mọi người nha. Rồi, tiếp theo là màu cam mọi người. Cam này là cam đen. Con này thì khóa thông minh luôn. Con này là 38 bao màu sơn luôn nha. Dòng này thì anh em liên hệ trước giảm 1 triệu cũng còn 37 thôi mọi người. Đó, quá rẻ luôn nha. Khóa thông minh luôn. Con này là màu cam cam sữa mọi người. Con này hỏi rất là nhiều luôn mọi người. Bữa giờ anh em hỏi rất là nhiều cái màu này nên là em mới lên màu này nè mọi người. Đó. Thì con này thì giá của nó sẽ dao động là 38 triệu là khóa thông minh luôn mọi người nha. Liên hệ trước giảm 1 triệu còn 37 triệu. Nếu anh em mà muốn xuống chìa khóa thì còn 36 thôi mọi người nha. Rồi, khóa màu rin nè mọi người, màu xanh rin. Con này là màu xanh rin 100% luôn nha. Đây. Màu này thì 37 triệu mọi người nha. Đây. Rồi, ngoài đây thì có màu trắng mọi người, trắng cam mọi người, trắng tem màu cam rất là đẹp nha. Con này thì là 36 triệu bao màu sơn cho mọi người luôn nha. Rồi, trắng tím, xám ánh tím mọi người 36 triệu nè mọi người, bao VAT luôn nha. Nói chung giá em báo bao gồm thuế VAT hết mọi người. Đó, con này thì trả trước 2 3 triệu thôi, anh em có thể nhận xe nha. Anh em trả trước 10 triệu có cả vẹt gốc cho mọi người luôn nha. Rồi, AB nè mọi người, AB 125 màu xanh với màu đỏ mọi người, tiêu chuẩn thì em đang bán với giá là 38 triệu mọi người nha. Còn màu xám cam thì đang bán với giá là 39 triệu nha. Đối với phiên bản này thì anh em trả trước cho em tầm 4 đến 5 triệu là mọi người nhận xe nha. Rồi, em có lên một con AB màu xám mọi người, 150 nè mọi người. Đấy, 53 triệu mọi người nha. Con này thì anh em trả trước cho em tầm khoảng là 10 triệu là nhận xe nha. Rồi, Vision màu xám mọi người, phiên bản này là phiên bản cao cấp mọi người nha, 33 triệu mọi người nha, bao màu sơn cho mọi người luôn nha. Rồi, đến màu hồng thì đang bán với giá là 33 triệu, phiên bản cao cấp lên luôn mọi người nha. Dòng này anh em trả trước cho em tầm 3 triệu là nhận xe nha. Rồi, tiếp theo là Mio mọi người. Mio thì em về được 4 mẫu nha mọi người, màu cam trắng, màu vàng chanh đối với trắng, màu trắng mọi người. Rồi đến màu đỏ đen mọi người nè. Đấy, thì màu bạc đen cũng có luôn nha. Thì em đang xả cho mọi người luôn, còn 26 triệu bao gồm thuế VAT luôn nha. Dòng này thì anh em chỉ cần 2 triệu thôi là anh em nhận xe rồi nha. Rồi, tiếp theo là SH 160 mọi người nè, đời 2024 mọi người. Con này thì hai loại nha, 2023 thì đang bán với giá 101 triệu, 2024 hôm nay có lên một xíu là 103 triệu mọi người nha. Đó, thì dòng này thì anh em trả trước 30 triệu là nhận xe nha. Còn đối với anh em mua SH 125 mà mẫu mới 2024 luôn nè, 73 triệu mọi người nha. Đó, dòng này thì anh em trả trước 15 triệu là em hỗ trợ mua góp được rồi mọi người nha. Đỏ màu đen luôn mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là 160 mọi người, 125 ABS luôn, em cũng có màu này luôn nha. Thì là 84 triệu mọi người nha. Đó, nếu mà anh em lấy 125 ABS màu này 125 luôn nha. Rồi, 160 thì là 103 triệu. Con này 160 rồi. Đúng rồi, 160 á, con này 103 triệu. Cái này là phiên bản 2024 nha, 2023 sẽ là 101 đó mọi người nha. Rồi,
Hôm nay thì có winner mọi người, màu vàng và màu màu này là màu xanh nha mọi người. Hai con này sẽ bảng A thì đang bán với giá là 34 triệu mọi người. Con này thì đang bán với giá là 33 triệu mọi người nha. Tiếp theo nữa là ad 150 mọi người nè, 150 hai màu này em đang bán với giá là 41 triệu bao gồm VAT mọi người nha, là trước 5 triệu là nhận xe mọi người nha. Rồi okay. Thì hiện tại thì thủ tục trả góp thì bên em thì chỉ cần mỗi căn cước công dân là mọi người có thể mua góp mọi người nha. Nhớ liên hệ trước với em khi mua xe thì em có số điện thoại phía trên và Zalo á, mọi người kết bạn với em phía trên nha. Em sẽ hỗ trợ mọi người 1 triệu tiền thân khi đến mua xe nha. Ngoài ra thì có rất nhiều quà tặng và khoảng 1 triệu nữa mọi người nha. Và giới thiệu người thân và muốn đổi xe thì cứ đem đến bên em, họ sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nha. Và cảm ơn mọi người nha.